Trời. Anh lần đầu tiên anh túng vợ lớn chứ đâu có đàn dọn. Cho được quay tôi chưa? Đâu, không có quay người, không có quay người. Yên tâm. Đâu. Không có quay người, vô đâu đưa số đây vô. Cho ngay ngò chảnh. Đâu, có cái thẻ đúng không ạ, cái giấy đúng không ạ? Có giấy luôn, khỏi đâu đưa đây coi. Đâu. Tôi lần đầu tiên anh bước túng ở đây giùm quay cho 64 à 6245. À 6245 mà vợ 6. Đầu vợ 6 phải không? Này. Ngày 30 tháng 3. Đó, ngày 30 tháng 3 đây. Đầu 30 tháng 3. Đó 2023, anh trúng nhà giải 6 đều quản trị. Đầu thứ năm. Đầu ngay ngô đây. Thứ năm đây, hai tờ nha quý vị, anh chị. Đó hai tờ. Đó, ngày 30 tháng 3. Đúng hồi bữa cái này mùng mấy rồi, bữa nay mấy ngày đâu, 3 ngày đâu phải không? Bữa nay anh vui lạnh không vui lạnh? Mùng 3. À, 3 ngày đâu, bữa nay vui lạnh. Thì từ nhận rồi. 6 hờ 45. Đâu chưa bỏ. Rồi, bây giờ chung tiền cho anh đi, 6 hờ 45. Ủa anh cũng từ anh mua từ cái mè. Mình mua miếng mà ít cái vô đây. À, mà anh... Lấy cái đèn hơi từ. Từ. À. Bữa anh kêu mà mua giờ bây giờ mới đúng á. Mua cà phê rồi mua giấy không? Lấy anh thợ tờ hả? Đặc biệt lắm á. Không phải không kêu mua giấy không? Giá 6, 400 ngon một tờ. Trúng hơi tờ 800 ngon. Đầu chung tiền cho anh chưa? Chung tiền cho anh ngay ngon chưa? À, đầu. Dạ anh mua lại mấy tờ hả? Anh mua lại mấy tờ. À. À, anh cũng mua mình biết mà mình thấy anh quen mà anh mua miếng phải không? Nhỏ anh đâu có tình vô không anh? Mua giấy biết mà. Mua cái phi mua học. Mua này. Mua số phi có vậy. Phi luôn hả? Mà tại giờ anh trúng cái vỡ nào lớn nhất vậy chưa? Bữa nào lớn nhất luôn hả? Quý mấy này. Anh ở đơn vị tình vô mà anh à ở tình vô hả? Vậy hả? Mua có phi rồi. Bù anh cũng mua giấy à giấy này kêu đã có coi viên phải lại mua đó thế này anh mua mình nè bỏ giấy này bỏ giấy mình tưởng anh mua đâu mà mua mình hả bùa giấy nè đâu thì hôm nay à quán trị mua có viên anh mua cà phê rồi bữa nào có trúng được 800 ngon rồi thôi thì em quay lên video cho anh chị mình chung số với chung canh đó là bữa anh mua mình nha anh vậy anh chị cũng bớt không bữa anh sửa cái xe này phải không ấy để mà thằng nó ở Xuân Hòa. Xuân Hòa hả? Bây giờ nó đi chạy xe với công ty á. À hồi bữa có anh ở đây phải không? Đâu. Bây giờ là nó đi quấn nữa là nó đi chạy. Anh trúng dây 6 mà một tờ 400. Hầu kia nó có xe ngoài. Bỏ cái đây không biết là cái đăng xe không đăng thế đâu, cái tờ đó có 400 mà không có đăng thế đâu. Này không có đăng thế đâu. Rồi. Anh chị mình hôm nay mình trúng cho anh kia là 800 ngàn là hai tờ, một tờ là 400 lần đầu tiên là lớn nhất. Nha anh chị. Đó, lần đầu tiên bón với số ở đây trung lớn nhất. Đó. Giấy không? Đâu. Rồi. Đâu video mình chia sẻ cho anh chị mình cô bác mình cái video là trung tiền giấy số anh em. Tóm 5 ngò hơi tờ. Hồi bữa em bón ở đây mà anh em mình không lấy. Nè, ông lui cái hơi tờ. Hơi trúng. Trúng đậu nè. Mới trung nè anh nè. Anh em cũng mua miết mà chưa vô. Mới trung tóm 100 kia Sơn Hòa. Nè, đưa ra cái giấy dạo cho anh coi luôn xong. Anh nè rồi tối tôi mua 5 tờ không trúng tờ vậy nè em cũng theo anh mà em lấy cái anh cho thầy nè đâu sao hờ 45 phải không quản trị nè sao hờ 45 đó là dây 6 được 400 ngàn một tờ hờ tờ tốn đạm ở chung này thầy nè đó mua đi đâu rồi cắt đây dây số đi vô đi ở đem vô bỏ cái xét khóa lại chứ không để giáo ba lộng cái đâu đâu xin cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem ủng hộ video của em xin chào anh chị của bác nha chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài như các anh hồi nãy nha rồi em xin cảm ơn rất nhiều mà nhận dòng luôn